rất vui được gặp lại các bạn trong khóa học lần này với tên gọi 15 Minutes Fast Blasting Dance Mix, 15 phút mỗi ngày đốt cháy mỡ thừa. Khóa học được thiết kế đặc biệt cho các bạn có lịch trình dày đặc hàng ngày rất là bận rộn. Chúng ta có thể tập một session 15 phút mỗi ngày, hoặc nếu như bạn có thời gian và muốn thử thách bản thân mình, các bạn có thể ghép nhiều session tập lại với nhau, 3 phần, 4 phần, 5 phần. Và với cấu trúc rất là đơn giản từ aerobic và dance, các bạn sẽ có một thời gian tập luyện rất là vui vẻ, thoải mái cùng với Miso. Miso sẽ nói qua phần số 1, chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với các bước chân cơ bản nhất để cho các bạn nào mới bắt đầu tập luyện có thể dễ dàng theo. Phần số 2, chúng ta sẽ đốt calo một cách tối đa, nhiều nhất có thể và tăng nhịp tim một cách nhanh nhất. Phần số 3, chúng ta bắt đầu tập trung vào đốt cái phần mỡ thừa, những cái chỗ mà nhão này, chạy xệ này, và giúp cho các bạn cơ thể của các bạn thon gọn hơn. Phần số 4, chúng ta sẽ tập trung vào luyện sức mạnh của chân, mông, giúp cho bờ mông mình săn chắc, một cái đùi thon gọn. Phần số 5, phần cuối cùng vô cùng quan trọng, đó là chúng ta tập trung vào phần bụng của mình, tạo đường nét thon gọn và quyến rũ hơn. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng thử thách cùng với Michelle nhé. Let's go!